mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn khoái khẩu của mình, là một món đặc sản của miền Trung, lòng sao Nghệ. Đấy, bây giờ thái lòng. Như lần trước đó là mình đã lục sơ để dễ cắt. Đã chưa? Đây, đã cắt lòng xong. Bây giờ chuẩn bị mình sẽ ướp. Ngon quá, ngon quá. Sẽ ướp hành. Nhưng mà món nào ướp cũng hành tiêu mắm muối. Muối. Cho mì chính. Đường. Đây là nghệ tươi. Quý lắm đây. Đây là trong món này đặc trưng của nó là nhiều nghệ. Không nên quá nhiều, nhưng mà nhiều quá nhiều thành ra nó bị đắng. Có được nghệ tươi này bỏ vô thì nó sẽ rất là ngon. Mình giả cũng vừa vừa thôi, không cần phải quá nhuyễn đâu. Thì có một miếng nghệ, ăn trúng miếng nghệ đó, nó sẽ ngon. Trời ơi, hấp dẫn quá. Nghệ tươi là hơi bị quý đó nha. Mà đặc biệt món này nó dùng nghệ tươi, nó mới lên cái mùi. Cho thêm một ít ớt. Có cần công bố công thức mỗi người một có ớt không? Công thức đó, ớt thì tùy. Ai thích ăn cay thì cho nhiều thôi. Mình thì không muốn ăn cay lắm. Cho thêm một xíu mắm nữa. Ướp xong. Mới ướp thôi mà nghe rất là thơm. Hấp dẫn cực kỳ luôn. Người có vị ngày tươi, ngày tươi rất là thơm. Bây giờ mình sẽ khử dầu và bắt đầu nấu. Nấu chừng đi. Bây giờ mình khử nén. Cháo lòng sao Nghệ to khổng lồ. Đó, giờ là xào cho chín rồi. Mình đi chuẩn bị thứ khác. Rồi, đây là công đoạn thứ hai. Luộc bún. Thì cái món này có thể làm ra không, nhậu hoặc là với cơm. Hoặc là một cách khác đó là ăn với bún. Trong khi chờ luộc bún trước. Luộc bún trong khi đang xào lòng. Trời ơi thơm, nó hấp dẫn lắm, nó khoái khẩu. Xong
xào với nghệ khô thì nó cũng thơm, nhưng mà có nghệ tươi cũng thơm, cái mùi rất là đặc biệt. Nghệ tươi chuẩn bài đúng không? Cái mùi nó khác. Sẽ cho bún ra. Bỏ vô đây, xào luôn. Không phải là ăn bún riêng với nó mà sẽ xào vô đây nha. Còn có phải tắt cái máy hút mùi đi. Ồ, sắp được ăn rồi, đã quá. Xào xong vậy là được ăn rồi đấy. Cắt thêm ít ngò vô. Ít ngò cho nó thơm nha. Hành cũng được. Có hành thì có hành. Rồi nghe cái tiếng lách tách lách tách. Rồi, cứ ăn xong. Ăn thôi. Ngon lắm. Đây là món khoái khẩu nhất 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 của mình luôn. Gấp một ít bún với lại ăn với lòng á, đã lắm. Mà không may ăn trúng một cái, không, rất may chứ, rất may ăn trúng một miếng nghệ tươi, trời. Ai mà thích ăn nghệ á thì sẽ thấy rất là ngon. Về ăn nghệ cũng tốt sức khỏe. Ừ. Ngon lắm. Cuối tuần mà các bạn có thời gian á, làm những món như này nè, vừa ăn vừa có thể nhậu nhạt một xíu cũng được á, rất là thích. Món này mà không bỏ bún là món nhậu đó. Món nhậu, món nhậu ở Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Ngon lắm. Đây là món ăn khoái khẩu của mình. Mình cực kỳ thích món này. Nên nếu các bạn mà cảm thấy hấp dẫn thì có thể thử một lần nha. Lòng xào nghệ thì những cái nguyên liệu nó cũng không quá là khó kiếm hay là gì cả, mà ăn nghệ lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ like và subscribe kênh của mình. Bye bye.